Ngày 14 tháng 4 năm 2018, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị này vừa áp dụng kỹ thuật điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch để cứu chữa thành công một bệnh nhân bị đột quỵ dạng nhồi máu não. Nam bệnh nhân 72 tuổi nhập viện cấp cứu vào sáng 12 tháng 4 trong tình trạng toàn thân yếu, liệt nửa người bên phải hoàn toàn. Sau khi thử máu, chụp CT scan xác định bệnh nhân sát bị đột quỵ dạng nhồi máu não, các bác sĩ tiêm thuốc AT Plus vào đường tĩnh mạch theo hướng dẫn của khoa bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị cho bệnh nhân. Nếu mà người già mà đưa vào trễ hoặc là chỉ đi phía trên thì mất đi cái giờ vàng, tức là nhỏ hơn 4 giờ rưỡi, thì bệnh nhân sẽ để lại những di chứng rất là nặng nề. Có thể là bệnh nhân bị tàn tật vĩnh viễn hoặc là có thể là tình trạng nặng hơn, có thể gây tử vong. Qua 2 ngày chăm sóc điều trị của các y bác sĩ thì ba tôi đã tiến triển rất là nhiều, hồi phục cũng rất là nhiều, và bản thân gia đình rất là mừng. Chắc có lẽ là do phát hiện sớm, và một điều nữa là do y bác sĩ đã áp dụng một kỹ thuật mới, cho nên là sức khỏe ba tôi cũng hồi phục nhanh như vậy. Thay mặt gia đình, xin gửi lời chân thành nhất đến các y bác sĩ. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục, không để lại di chứng như yếu liệt tay, méo miệng, nói khó. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.